vì sao bạn không có được một thân thể khỏe mạnh gì nguyên nhân là do đâu là ở nơi nào cũng đối lập với mọi người tự mình phá hoại sự tráng kiện của chính mình ai ai cũng có pháp thân thanh tịnh ai ai cũng có thân kim can bất hoại rất tiếc là chính bản thân bạn lại không biết ngày ngày làm hại chính mình phá hoại chính mình vậy thì còn cách nào nữa chứ cho nên bạn đối lập với người khác Chính là bạn phá hoại bản thân mình Đây thật sự là dài dục Vô tri Ở trên kinh Phật thường gọi là Kẻ đáng thương hại Ý nghĩa trong câu nói này rất sâu sắc Chúng ta thật sự là thế hội chưa hết Dù sao cũng phải giác ngộ chân thật học phật chính là chân thật giác ngộ chân thật hiểu được nhân quả thì từ hôm nay trở đi không làm hại bản thân mình nữa không làm hại bản thân mình chính là ta không còn để lập với tất cả mọi người tất cả sự tất cả vật chúng ta nhất định phải tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau phải sống hòa thuận với nhau phải đối xử bình đẳng với nhau cứ như vậy thì dần dần sẽ hồi phục được sức khỏe cho chính bản thân mình Sẽ hồi phục được cái thân kim cang bất hoại Bên ngoài chẳng ai có thể phá hoại được Chỉ có tự bản thân ta phá hoại chính ta Bạn nói xem người bên ngoài đến quỷ bán ta Đến để làm nhục ta Đến để hãm hại ta Chỉ cần chúng ta không tiếp nhận Thì việc gì cũng chẳng có được Nếu như bạn tiếp nhận gì Thì bạn không thể trách họ Cho nên họ không có lỗi Nếu bạn nói họ có lỗi gì thì bạn sai rồi Họ không sai Chúng ta tiếp nhận những chuyện đó Thì chúng ta sai rồi Họ mắng ta Mắng ta thì ta lại tiếp nhận như thế nào Chúng ta giận dữ lên Chúng ta nghe rồi lại rất tức giận Chúng ta tiếp nhận rồi Nếu như ta không tiếp nhận Họ mắng tôi Mắng tịnh không Người kia cũng là tịnh không Họ đang mắng người kia Không phải mắng tôi Tôi không tiếp nhận Thì tôi chẳng có việc gì Người tin tịnh không rất nhiều Người xưa cũng có rất nhiều bạn xem ở trong từ điển Phật học Cũng có rất nhiều tịnh không Làm sao biết được người họ mắng là ai Tại vì sao ta phải tiếp nhận Sự quỷ bán của họ chứ Cho nên tôi nói họ không có sai Tôi tiếp nhận thì tôi đã sai rồi Bạn nên hiểu được cái đạo lý này Người khác dĩ nhiên không sai Sai là ở bản thân chúng ta Bản thân chúng ta giác ngộ rồi Thì không sai Bản thân chúng ta có giác chánh tịnh Thì dĩ nhiên không phạm lỗi lầm Bản thân chúng ta bị mê tà nhiễm Vậy là hàng ngày sẽ phạm lỗi lầm Cái gì bạn cũng đều tiếp nhận hết Thì tâm bạn giống như cái thùng rác vậy Đi đến đi đâu cũng nhặt rác Bất luận là việc tốt hay việc xấu Cả thấy đều nhặt bỏ vào thùng rác của mình Mà như vậy thì nguy mất rồi Những người giác ngộ Thì việc tốt hay việc xấu đều không để vào trong tâm Dính diễn giữ cho tâm thanh tịnh Như vậy thì đúng cho nên chúng ta xem kinh điển nhiều thì mới hiểu được có lúc phật nói từ nơi phương diện này có lúc nói trên phương diện kia hơn nữa phật pháp đại thừa cùng với những điều mà khoa học cận đại đã phát hiện đều có sự trùng hợp những việc này đối với người sơ học chúng ta mà nói là làm cho tăng trưởng tính tâm các nhà khoa học rất lấy làm tiếc Mà họ không tiếp xúc được với Phật Pháp Nếu như họ tiếp xúc được với Phật Pháp Thì tôi tin tưởng khoa học Sẽ phát triển dược bậc Xác thực là Kinh giáo Đại Thừa Có thể khơi dậy trí huệ vô tận của con người chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp theo nam tây bắc phương hằng xa thế giới chư phật xưng tán diệt phục như thị đây là một đoạn cái đoạn này là Nói bốn phương Tiếp tục xem Tứ duy thượng hạ Tứ duy là Đông Nam Đông Bắc Tây Nam Tây Bắc Phương trên và phương dưới Đây chính là mười phương Hàng xa thế giới Chư Phật xưng tán Nhiệt phục như thị đây là mười phương tất cả chư phật đều nói đến không thiếu một vị phật nào trong câu này còn có mật nghĩa cũng có thể hiểu được là chư phật biết được chân tướng của vũ trụ chân tướng là một thể là một thể nên không có đối lập tại vì sao chúng ta lại đối lập với tất cả người sự vật gì vì không biết được vũ trụ là một thể cho nên mới phát sinh ra cái quan niệm sai lầm này nếu biết được vũ trụ là một thể thì đây chính là pháp thân bồ tát chúng tôi trong lúc giảng kinh tuy là cũng thường nhắc đến nhưng mà giảng như thế nào cũng không có sự kế nhập cảnh giới vì rất khó nếu khái nhập cảnh giới thì nhất định phải y theo lời dạy bảo mà tu hành chính là bản thân bạn phải dẹp trừ hết chướng ngại thì bạn mới nhập vào được cảnh giới không thể học rồi mới chịu làm theo hơn nữa phải làm cho triệt để lợi ích chân thật của phật pháp rất khó đạt được Tận hư không biến pháp giới Là một thể Chúng tôi thường nói Hư không pháp giới là tâm tướng Tự tâm tướng của chính mình Tâm là gì? Tâm là hư không pháp giới Thân là gì? Thân là sát độ chúng sanh Vô lượng vô biên thế giới Hằng hà xa số thế giới Hết thể tất cả chúng sanh ở trong thế giới này Cùng với ta là cùng một thể Người thông thường chúng ta hiện nay nói là Cùng một sanh mạng, cùng một thể Bạn nói xem nó thân thiết biết bao nhiêu Làm sao bạn có thể phân ly Giống như cái thân thể này của chúng ta vậy Quan sát thân thể có thể khai trí huệ Mỗi một sợi lông tơ ở trên thân thể Mỗi một tế bào Cùng với một cái thân này là một thể Cũng giống như cái vũ trụ này vậy Chúng ta biết được Thọ mạng của tế bào không dài Các nhà khoa học nói với chúng ta Mỗi một chu kỳ Là 7 năm Tế bào ở trên thân của chúng ta Hết thảy đều thay đổi thành tế bào mới Sự thay cũ đổi mới cái đạo lý này hiện nay các vị đồng tu đều biết đều có cái kiến thức này thay cũ đổi mới